trong hình bánh hiến thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền phải nương mình dưới thế trần. Hồi tưởng xưa kia, Chúa đã hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ai bảo là còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dương nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của núi quý giá là mình mau thánh ngài, chúng con xin thành tâm mến yêu, chúng con xin thành tâm kính thờ, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khải trong hình bánh hiến thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khải nương mình dưới thế trần. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con tôn thờ, ca ngợi và cảm tạ Chúa vì muôn hậu ân Chúa đã và đang đổ tràn đầy trên chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giờ phút này Chúa đang cho chúng con được sống những giây phút hạnh phúc bên Chúa và bên nhau. Quả thực, chúng con chẳng là chi, nhưng Chúa lại yêu thương chúng con cách đặc biệt, cho chúng con được ở nơi đây để chầu Chúa. Giờ phút này trước thánh thể Chúa, chúng con xin dâng giờ chầu này để cầu nguyện cho những người nghèo khổ, các bệnh nhân, người đau khổ và rất nhiều nhu cầu khác nữa. Giờ đây xin Chúa mở lòng trí chúng con để chúng con lắng nghe lời Chúa dạy. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người, cùng với chị mẹ người là Maria, vợ ông Lo-pát, và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: "Thưa bà, này là con bà." Rồi người lại nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Bảy sự thương khó của Đức Trinh Nữ Maria là một lời mời gọi mạnh mẽ đối với lòng đạo đức của mọi tín hữu. Đó là lời tiên tri của cụ già Simeon trốn sang Ai Cập 3 ngày lạc Chúa, gặp Chúa vác thánh giá
chứng kiến Chúa chết trên núi sọ, đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá và mai táng Chúa trong mồ. Không phải vì mẹ là mẹ Thiên Chúa mà mẹ có thể chịu được những đau khổ đó, nhưng vì mẹ đã biết nhìn mọi sự từ cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải từ cái nhìn của bản thân. Sống ở trần gian này, cuộc đời chúng ta cũng gặp nhiều khúc quanh, gánh nặng. Có người trải qua đau khổ, có người đang quằn quại trong đau thương, có người đang bị khổ đau rình rập. Không ai dám quả quyết mình không có đau khổ, giàu hay nghèo, đi tu hay sống đời gia đình, đều có những nỗi đau riêng của mình. Vì thế, điều quan trọng là thái độ và tinh thần của chúng ta như thế nào trước đau khổ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy nhớ lại cuộc đời của mẹ Maria mà phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. Hãy hết lòng tin tưởng và cầu xin Chúa, vì không có gì mà Chúa không làm được. Lạy mẹ Maria, khi tưởng nhớ và suy niệm những đau khổ của mẹ, xin cho chúng con cũng được hiểu mầu nhiệm thánh giá trong cuộc đời chúng con. Xin mẹ hằng thương trợ giúp, nâng đỡ để chúng con có đủ nghị lực, nhẫn nại và trung thành trước những khó khăn thử thách, mà theo chân Chúa trong đời sống hàng ngày. Amen. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng yêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đến Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ nương tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục cầu tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời. Ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và
toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha Đấng đầy lòng trắc ân, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mà dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã vào đàm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, những lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin ta. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy
Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Chúa quá diện mạo của Chúa đây. Xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 76. Ngày thứ sáu, cầu cho các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: các con hãy xót thương như Cha các con trên trời là đấng hay thương xót. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyến ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa. Nguyện xin máu cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyến ngục, để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha hằng hiếu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục, vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng con này xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, con một Cha, và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh, xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh. Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm mình thánh rất sang trọng, mầu thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng chính sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con là đêm sau hết. Khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho 12 môn đệ lấy làm của ăn, ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép cho bánh thật trở nên bình người, cùng làm cho rượu nho hóa nên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trong giường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức
Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Sống lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chiêu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ầm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chiến rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thần và duy nhân, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng và mở sách hát trang 49. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời hết hết nỗi yêu hiu. Cho con xây xây tình người, để tình đời chẳng còn vướng vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đôi vàng. Con xin hy sinh của tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hòn, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai vàng, đem thân giải dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tận bạc tình, dành cho Ngài thắm hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. Yêu thương là
bao. Yêu con, chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đôi vàng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hòn, xin trông kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.